Cài nút áo đầu tiên đã sai rồi, nhưng đến nút cuối cùng mới phát hiện. Vì vậy, không thể không cởi hết các nút ra. Có một số việc ngay từ đầu đã sai rồi, nhưng đến lúc không thể cứu vãn mới chịu thừa nhận. Đời người tiếc nuối lớn nhất chính là dễ dàng từ bỏ cái không nên từ bỏ, nhưng lại cố chấp kiên trì cái không nên kiên trì. Đẹp quá, lên đây ngắm cảnh. Đây ngồi coi ghế rồi. Chiều ngắm cảnh rồi, chiều ngồi đây ngồi thiền là hết ý luôn nè Lộc. Ha, ngồi đây nhìn qua bên Vũng Tàu được nè. Chỗ khác, chỗ tao quay phim. Trời ơi, chỗ tao quay cái cây này lạ nè. Đâu đi quay vô. Quay vô, đấy là quay vô, đưa lên mạng. Rồi cây gừng nè, trái đã ghê không? Cái thương ghê không? Cái trái mày ơi. Quay cái bông cái kia. Trời ơi. Đã quá. Ô lạ quá. Thì ra ông quá. Lạ không? Cái gì? Trời ơi. Trời ơi, cái yến này nó quất một phát là thấy cái ngắn luôn nha. Dí qua, dí qua, dí mình lại, dí mình lại. Lại đi, dí em bè. Dí. Nó dí. Nó dí. Thôi mình nó dí. Rồi, tao còn tin nó rồi. Rồi, nó dí theo, còn tin nó bự. Nó bự hơn bự vậy rồi. Cái gì thì ngon quá, mát quá. Có trái gì nữa kìa. Cái gừng kìa, có trái gì kìa. Đó là cây trồng tầm ở gần, không có thiên nhiên gần đâu, tôi có ủa trái gì rồi ta? Ừ.
Mà đi xung rừng. À tôi được không anh? Ô đẹp quá. Đâu có trả lại. Thì mày đổi thì bằng không nhớ thì mày đổi lại bằng 0,75 m. Trời đó cũng không trả lời là mệt luôn. Ngủ không kịp. Suối nó là cái suối đẹp gì? Đây là suối nè. Tắm gì thì suối dưới tắm, còn suối đây là nó chạy lục ra là tự nhiên nó chạy cái cái. Ờ mát quá. Ô. Ôi đi mát mẻ luôn. Ô được, họ Phật. Nó đẹp. Ừ. Chùa. Ừ, cháu Long. Nó không xa chứ gần. Đi là xa gần. Đi là tới đích thôi là. Chứ không có gần cái xa được đây. Chạy đi chạy tiến vào rừng sâu. Đây là rừng chậm luôn. Tí con của bà ấy á. Tí con của bà Tám á. Thấy không? Tí con bà Tám không? Hả? Hả? Thì nó thú quá. Đi chơi á. Đi con bà Tám chứ. Hả? Đi bà Tám không? Bà Tám nào? Không phải. Tám ở vùng này á, mà biết không? Ở vùng này nè. Chị con biết, con hỏi gì? Ở vùng cạnh. À. Ôi cái đường này. Đây làm lớn rồi. Biết đi Honda lên tới nơi ngon quá ngon rồi. Mình nghĩ đâu có tới độ người ta vậy đâu. Đi Honda quá ngon. Trời. Mình tới chỗ nào? Tôi đi thôi. Đây là cái nhà mát. Đây. Ừ. 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 Ta đây. Ta đây chùa có làm cái gầm đập đang kéo đồ lên không anh? Thấy không? Gây xe lửa. Trời, cái đường dây là cái dòng độc kéo đồ lên chứ làm gì nhìn là biết rồi. Thầy hay mấy cô gì như kéo đồ ăn á. Vác lên đâu nổi xe chở tới đó xong rồi đem đồ kéo lên đây.
Hả? Chùa Châu Long chúng ta đã tới trong quá trình đi bộ nãy giờ mấy cây số, cuối cùng đã tới. Nhưng mà rút kinh nghiệm chứ sao, có đi là đi xa, nhảy lên tới đây luôn, tại mình chưa đi mình chưa biết. Lắng nghe từng lời cầu nguyện của chúng con, thấy con thành tâm một lòng niệm Quan Thế Âm. Quan Âm từ bi như mẹ hiền thương xót con, ở trên trời cao hiện ra hào quang sáng ngời. Quan Âm người xen toàn thân sắc vàng, khắp nơi vồn vang lời mẹ niệm chú cứu độ, khiến tâm bình yên giống như lời mẹ ru. Ủa mình còn bao nhiêu bánh không? Mẹ Quan Âm trên cao lắng nghe lòng con, ngàn cánh tay đưa con qua bao khổ đau. Mẹ Quan Âm ban chút đại bi, cùng đại nguyện cứu tan cả chúng sinh. Mẹ Quan Âm trên cao dõi mắt soi dẫn đường cho con bình an, lòng con mong cho mẹ nhiều an vui, nguyện ngàn đời vạn kiếp nhất tâm niệm sinh. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chánh điện đâu cưng? Chánh điện á, chánh điện lợi Phật á. À đi đường quá nè. Đi. Trời cao hiền ra hào quang sáng ngời, Quan Âm người xem toàn thân sắc vàng, khắp nơi vồn vang lời mẹ niệm chú cứu độ, khiến tâm bình yên giống như lời mẹ ru. Mẹ Quan Âm trên cao lắng nghe lòng con, ngàn cánh tay đưa con qua bao khổ đau. Quan Âm ban chút đại bi, cùng đại nguyện cứu tất cả chúng sinh. Mẹ Quan Âm trên cao dõi mắt nhìn theo, ngàn mắt soi dẫn đường cho con bình an. Lòng con mong cho mẹ nhiều an vui, nguyện ngàn đời vạn kiếp nhớ. Cho mẹ nhiều an vui, nguyện ngàn đời vạn kiếp nhất tâm. À, để chính dĩa con chỗ Phật lưu ly với con. Đây Phật Kiệt Sư á, hả? Mở bên hai cái. Rồi ra đây bật đi.
chắp tay niệm Phật nhiệm màu Thế Tôn ân đức biển sâu bao cái núi chân tiên thì nó khác màu khác, còn ốc bên đây màu khác nè, quá gió đẹp quá. Trời ơi kìa, trời ơi tòa nhà uống nhất kìa đó, lên mắt 81 tầng đó, trời ơi kìa cái tòa nhà lên mắt 81 tầng kìa rồi. Có tòa nhà 33 lần nữa kìa đó, sân bay nữa đó, có tòa nhà sân bay đó, thấy không? Ở đây nhìn thấy mùi chẳng những bụi trần, quá đẹp, cảnh quá đẹp. Thank you.